bây giờ thì hắn trở thành mõ thật rồi. Một thằng mõ đủ tư cách mõ, chẳng chịu kém một anh mõ chính tông một tí gì, cũng đê tiện, cũng lầy là, cũng tham ăn. Hơi thấy nhà nào lách cách mâm bát là hắn đến ngay. Hắn ngồi tít ngoài xa, ngay chỗ cổng vào, người ta bưng cho một mình hắn một mâm. Hắn chờ cháo ngồi ăn, ăn xong, còn thừa bao nhiêu, hộn tất cả vào, lấy lá đùm thành một đùm to bằng cái vế đùi, để đem về cho vợ, cho con có khi hắn còn sán đến những chỗ người ta thái thịt, rửa xôi, lấy cắp hoặc xin thêm một đùng to nữa. Hắn bỏ cả hai đùng vào cái tay nải rất to, lần đi ăn cỗ nào hắn cũng đem theo. Thế rồi một tay sách tay nải, một tay chống ba tong, hắn ra về, mặt đỏ gay vì rượu, và trầu, đầy vẻ phè phỡn và hề hà. Mùa đến, hắn vác một cây đòn càn có quấn mấy sợi thừng ở một đầu, đo hết ruộng nọ đến ruộng kia, mùa màng anh em đến xin cụ lượm lúa mùa màng anh em đến xin ông lượm lúa đến xin bà hay thầy hay cô lượm lúa mồm hắn nói tay hắn lượm hắn cứ chọn những gồi nào to nhất mẩy nhất thì lượm cụ hay ông hay bà hay thầy cô bằng lòng cho hay không cũng mặc mặc cho ông bà thầy cô tiếc hạt thóc quý như hạt ngọc nhưng tiếc cũng chẳng làm sao được ai nấy đều im như thóc cả người ta đã nói, tham như mõ, nếu nó không tham, sao nó làm mõ, còn mình không lẽ mình lại keo với cả từ thằng mõ trở đi. Hà hà, cứ vậy là ăn câu đấy, hắn biết thóp người ta như vậy, nên hắn lại càng làm dữ. Hết mùa rồi đến Tết, trước Tết, hắn xách ba tong đi trước, vợ thì đội một cái thúng cái đi sau. Chúng đến từng nhà, xin mỗi nhà bát gạo, mùng một Tết, bố con hắn xách một bao chè với năm quả cau đến mừng tuổi các ông quan viên để kiếm cỗ và kiếm tiền phong bao. Bao chè với cao của hắn, hắn đem đến rồi lại đem về, có ông nào ngu đến nỗi lấy cao chè của hắn. Người ta thừa biết hắn chỉ có độc trọi một bao chè ấy, đem đi hết nhà này sang nhà nọ, xong mấy ngày Tết lại đem đi bán lại. Thế rồi độ mùng năm, mùng sáu, vợ chồng hắn lại đi tua lần nữa, để xin bánh trưng thừa. Cứ thế, hắn ỉ vào cái địa vị hèn hạ của mình để nhiễu người ta, và lấy sự nhiễu dược của người ta làm khoái lắm. Nhiều người phải bực mình, họ lại còn bực mình vì cái cách hắn ưng nịnh những người rộng rãi và tỏ vẻ xấc láo, bùng phiểu đối với những kẻ không lấy gì mà rộng rãi với hắn được. Thật hắn đã vô liêm sỉ quá, mỗi lần hắn đi khỏi, những người đàn bà nguyết theo, chúng mỏ ra và lầm bẩm giống mõ có khác. Không trách được người ta gọi là đồ mõ, trông ghét quá người ta tưởng như ông trời đã cố ý sinh ra hắn như thế để mà làm mõ. Hắn có cái cốt cách của một thằng mõ ngay từ khi còn ở trong bụng mẹ, và là mõ ngay từ ngày mới sinh. Sao 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 không, lộ sinh ra là con một ông quan viên tử tế, hẳn hoi. Và chỉ mới cách đây độ ba năm, hắn vẫn còn được gọi là anh cu lộ. Anh cu lộ hiền như đất, cờ bạc không, rượu chè không, anh chỉ chăm chăm, chút chút làm để nuôi vợ, nuôi con bố mẹ chết cả rồi chị cô thì y như con mải mải lúc nào cũng chưa vừa mới dạo nào trông bụng chị to bằng cái thúng rồi bẵng đi một dạo không gặp chị đến lúc gặp thì bụng đã lại mây mây rồi người đàn bà mắn quá vườn đất hẹp gia sản không có gì anh cu lộ chỉ độc nai lưng ra cầy thuê cuốc mướn nói thế nghĩa là nhà cũng túng nhưng túng thì túng thật mà bụng dạ anh ta khá anh chỉ làm mà ăn với nuôi vợ nuôi con chứ không hề ăn trộm ăn cắp của ai cái sự túng làm liều anh tịnh là không có nhà hàng xóm có con gà con vịt chạy sang hoặc bùm chuối quả mít liền kế ngay với dậu nhà anh anh cũng mặc thây không hề có cái tính tắt ma tắt mắt nói cho phải thì anh cu lộ ăn ở phân minh lắm bởi vậy kẻ trên người dưới hàng xóm láng giềng ai cũng mến họ đảo liêu an có tất cả chừng sáu chục xuất đinh 60 suất đinh tập họp lại với nhau, thành một cái làng nhỏ trong cái làng to. Trừ những việc siêu thuế, tạp dịch là những việc họ cùng chịu chung với dân lương, còn thì giáo dân nhất nhất cái gì cũng theo ước lệ riêng. Họ ăn họp, khao vọng riêng với nhau, đặt ra những tước vụ riêng. Ông trùm bên họ, cũng như người lý trưởng bên dân. Dưới ông trùm, đến ông quản giáo, trông coi việc dạy trẻ học kinh. Sau cùng đến ông sơ, tức là những ông đã đỗ bằng sơ học yếu lược, và đã nộp lệ và làm rượu trình bằng. Đấy là hạng quan viên, bởi làm người đàn anh bên họ đảo, không quá nặng nề, tốn kém như làm ông lý ông phó bên dân lương, nên đến vì nửa người trong họ là quan viên. Chỉ còn hơn vài chục trai em, bởi vậy, bọn trai em cứ phải đi phu cho anh choách. Đã có quan viên, có trai em, tất cũng phải có một thằng mõ nữa cho đủ bộ. Nhưng tìm đâu ra mõ, các cụ bèn nghĩ một cách, người mõ không gọi là mõ nữa. Các cụ gọi là lành, lệnh chuyên việc quét dọn nhà thờ, và đi mời từng nhà một, chứ không phải sao. Mỏi chân một tí nhưng không xấu hổ, họ sẽ cắt lượt các trai em ra làm lành mỗi người ba năm. Người lành được ngồi ngang với trai em khác, và hết hạn rồi, nếu có tiền hay tài cán, muốn làm quan viên, vẫn được. Như vậy, thì cũng chẳng có gì là mất giá trị. Đến lần, đến lượt thì làm, ai cũng làm như một năm xưa, một tên vô gia cư, chẳng biết quê quán nơi đâu, đem một con vợ theo đến ngụ ở làng này. Vợ chồng đi làm thuê, làm mướn kiếm ăn, chúng ở nhờ nhà bà lão mù, bán thuốc cam, xài, ghẻ, lở bên cạnh chợ. Một hôm, chẳng may người vợ chết, cả hai vợ chồng cùng chưa vào làng, vậy cố nhiên là làng không chịu chôn cho, hàng xóm cũng nhất định không chôn họ còn hạch sách nọ kia toàn làm giày dạ già cho người chồng và người chứa chịu. Không biết liệu ra sao, anh chồng bèn mua một chục cao đem lên kêu với họ đạo, xin họ chôn làm phúc, rồi anh ta xin nhập đạo. Họ nhận, làm ma cho người vợ, rồi nhân tiện muốn giúp đỡ anh chồng, họ bèn cho anh ta làm sãi để thay cho người lành và cấp cho anh ta mấy xào đất bên cạnh nhà thờ để làm vườn, lại cho anh ta tiền để làm một cái nhà con con. Từ đấy trai em trong họ không còn phải cắt lượt nhau làm lành nữa được 40 năm như vậy, rồi người sãi chết, hắn không có con để mà nối nghiệp. Chân sãi khuyết, bọn trai em quên hẳn cái lệ lành ngày xưa rồi. Chỉ biết có sãi là một anh na ná như thằng ngõ, bây giờ nhất định bướng, không chịu làm việc ấy. Bản định mãi, các cụ bỗng nhớ đến anh cu lộ. Nghĩ đến một cách rụt rè thôi, giá anh ta chịu cáng đáng cho thì hay quá. Anh ta cẩn thận mà sạch sẽ, mà nhà cũng túng, vườn đất hẹp cáng đáng được thì thêm 4 sao vườn nữa, siêu thuế không phải đóng. Mà mỗi kỳ thuế họ lại còn cho thêm tiền, kể ra thì chỉ toàn cái lợi, nhưng chỉ sợ anh ấy còn e cái tiếng. Tiếng tăm gì, quét dọn nhà thờ thì cũng là làm việc thờ phượng, ai làm không được. Còn đi mời quan viên, thì mình là người dưới, đi mời người trên một tiếng, cũng không đáng à, một cụ kêu lên thế. Cụ tiên chỉ mùm mỉm cười, rồi hỏi, hay là ta cho tìm anh ấy đến, dỗ anh ấy xem sao lộ đến người ta kể tất cả những cái lợi ra mà nhử rồi người ta lại cố cắt nghĩa cho anh hiểu làm sãi chẳng có gì mà nhục cũng là làm việc họ đấy thôi ai cũng ngại không chịu đứng ra cáng đáng thì mình đứng ra cáng đáng dùng cho cả họ có phải mình tham lợi tự nhiên đem trầu cao đến xin làm dâu đâu mà sợ tiếng không thế này anh cu ạ à. giá như anh cầu cạnh để làm thì còn có người nói được đằng này anh không cầu cạnh chúng tôi gọi anh đến cho làm thì việc gì anh không làm? Ấy là tất cả các cụ, cùng quan viên trên, quan viên dưới đều mến cái bụng anh hiền lành. Anh cứ làm, lộ bùi tai, làm vậy, và quả nhiên, hắn làm được ít lâu thì nhà đỡ so rụi hơn trước thật. Bởi vì hắn chăm chỉ lắm, mấy xào vườn họ cho, hắn quốc sới rất kỹ càng. Hắn làm ngô, làm mía được mấy vụ tốt luôn, tiền của họ cho, hắn bỏ ra lấy khô bã cho lợn ăn siêu thuế không mất một đồng trinh, làm được đồng nào được cả. Làm gì không dễ chịu, bấy giờ những anh khác trông thấy thế mới sinh ra tiếc. Họ thấy lộ làm sãi ngon ăn quá, họ ngấm ngầm ghen với hắn, và chẳng người nào bảo người nào, họ vô tình về hùa với nhau để báo thù. Những lời tiếng mỉa mai truyền từ người nọ đến người kia. Lộ thấy những bạn bè cứ lảng dần, những người ít tuổi hơn, nói đến hắn, cũng gọi bằng thằng. Trong những cuộc hội họp, nếu hắn có vui miệng nói chó vào một vài câu, nhiều người đã ra vẻ khinh khỉnh, không thèm bắt chuyện. Hắn nhận thấy sự thay đổi ấy, và bắt đầu hối hận. Nhưng sự đã chót rồi, biết làm sao được nữa. Hắn tặc lưỡi và nghĩ bụng, tháng ba này, thằng nào thằng ấy đến ba ngày không được một bát cơm, dãi nhỏ ra, hết còn làm bộ. Một ý phân khích đã bắt đầu nảy mầm trong khối óc hiền lành ấy. Một hôm, trong một đám khao, Lộ vừa trực ngồi cỗ thì ba người ngồi trước đứng cả lên. Lộ ngồi chơi lại một mình, mặt hắn đỏ bừng lên. Hắn do dự một lúc rồi cũng phải đứng lên nốt, mặt bẽn lẽn cúi gầm xuống đất. Chủ nhà hiểu ba anh kia có ý gai ngạnh không chịu ngồi chung với mõ. Ông tìm một người khác, xếp vào cho đủ cỗ, và ăn ủi lộ, chú ăn sau cũng được. Lộ ẩm ừ cho xong chuyện, rồi nhân một lúc không ai để ý, lẻn ra về. Hắn tấm tức rất lâu, trông thấy vợ hắn cúi mặt không dám nhìn thị làm như thị đã rõ cái việc nhục nhã vừa rồi hắn thở ngắn thở dài lắm lúc hắn muốn bỏ phát việc trả lại vườn cho họ đỡ tức nhưng nghĩ thì cũng tiếc hắn lại tặc lưỡi một cái và nghĩ bụng mặc chúng nó hắn chỉ định từ giờ chẳng đi ăn cỗ đám nào nữa là ổn chuyện nhưng khổ một nỗi không đi không được đám nào có ăn tất nhiên chủ nhân không chịu để hắn về làm cỗ cho cả họ ăn còn được, có hẹp gì một cỗ cho thằng Sãi. Để nó nhịn đói mà về, nó chửi thầm cho, mà thiên hạ người ta cũng cười vào mặt là con người buồn xin. Ấy, người ta cứ suy hơn, tình thiệt như vậy mà nhất định giữ thằng Sãi lại. Không ai chịu ngồi với hắn thì hắn sẽ ngồi một mình một cỗ trong bếp, hay một chỗ nào kín đáo cho hắn ngồi. Mới đầu lộ tưởng ngồi như thế, có lẽ là yên ổn đấy nhưng người ta tồi lắm người ta nhất định bêu xấu hắn trong nhà đáng một chỗ dù kín đáo thế nào mà chả có người chạy qua chạy lại mỗi người đi qua lại hỏi hắn một câu lộ à mày cũng có người đế thêm cha cỗ to đấy nhỉ đằng ấy hóa ra lại bờ a à, thế ra họ nói khai anh cu lộ vậy cáu lắm hắn tặc lưỡi một cái và nghĩ bụng muốn nói ông cho chúng mày nói chán ông cần gì hắn lập tức bê cỗ về sân, đặt lên phản, ung dung ngồi. Nói thật ra, thì hắn cũng không được ung dung lắm. Tại hắn vẫn đỏ như cái hoa màu gà, và mặt hắn thì bẽn lén muốn chữa thẹn, hắn nhai nhồm nhòm và vênh vênh nhìn người ta, ra vẻ bất cần ai. Sau cái bữa đầu, hắn thấy thế cũng chẳng sao, và bữa thứ hai đã quen quen, không ngượng nhịu gì mấy nữa. Bữa thứ ba thì quen hẳn, muốn báo thủ lại những anh đã cười hắn trước, tự hắn đi bưng lấy cỗ và chọn lấu một cỗ thật to để các anh trông mà thèm. Bây giờ thì đến lượt người chủ không được bằng lòng. Có một mình nó ăn mà đòi một cỗ to hơn bốn người ăn. Mẹ kiếp, không trách được người ta bảo tham như mõ. A, à, họ bảo hắn là mõ vậy, tham như mõ vậy. đã vậy thì hắn tham cho mà biết. Từ đấy không những hắn đòi cỗ to, lúc ăn hắn lại còn đòi xin thêm xôi, thêm thịt, thêm cơm nữa không đem lên cho hắn thì tự hắn xông vào chỗ làm cỗ mà xúc lấy ăn hết bao nhiêu thì hết còn lại hắn gói đem về cho vợ con ăn mà nếu vợ con ăn không hết thì kho nấu lại để ăn hai ba ngày hà hà phong lưu thật cho chúng nó cứ cười khỏe đi sao 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 cứ vậy hắn tiến bộ mãi trong nghề nghiệp ngõ người ta càng khinh hắn càng làm nhục hắn hắn càng không biết nhục hỡi ôi thì ra lòng khinh trọng của chúng ta có ảnh hưởng đến cái nhân cách của người khác nhiều lắm. Nhiều người không biết gì là tự trọng, chỉ vì không được ai trọng cả, làm nhục người là một cách rất diệu để khiến người sinh đê tiện. Bây giờ thì hắn mõ hơn cả những thằng mõ chính tông. Hắn nghĩ ra đồ cách xoay người ta vào một nhà nào nếu không được vừa lòng, là ra đến ngõ, hắn chửi ngay, không ngượng, mẹ, Sử bẩn cả với thằng mõ. Chân thành cảm ơn mọi người đã dành thời gian lắng nghe chuyện đọc trên kênh youtube của chúng tôi. Sự quan tâm và phản hồi tích cực từ các bạn là động lực lớn. Hy vọng qua câu chuyện, chúng tôi đã mang lại những phút giây thư giãn và suy nghĩ sâu sắc. Mọi ý kiến đóng góp giúp chúng tôi ngày càng hoàn thiện. Hãy tiếp tục ủng hộ chúng tôi bằng cách đăng ký kênh, chia sẻ và để lại những bình luận ý kiến của bạn. Chúng tôi sẽ tiếp tục mang đến những câu chuyện thú vị và ý nghĩa hơn nữa.